À, các bạn thân mến, đây là ốc len mà xào nước cốt dừa ha. À, mình có rắc rau răm ở trên đó các bạn. Cái nâu nghe các bạn. À, đây là cái nâu giờ kiếm khó lắm đó các bạn ơi. Được rồi chị. Nó vô bao hết rồi. Này sủi. Vô mặt tao. Đây xà lụa mà. Vậy ốc len nó dễ hả? Chưa cần. Ốc len mà các bạn xanh cho nước cốt dừa á. Và tối giấc rồi ha. Dạ. Đây là 2 kg. 2 kg nhiều ha. Dạ. Lộ này là nước mỡ hành là nó khỏi chê ha. Sầu huyết thì mình sầu tỏi. Bây giờ cái gì? Đó. Lô bạn nước má hành nọ thôi. Thứ nào mà chịu nổi. Bên đây thì có ốc bu. Cái ốc bu à. Hai tà. Đây ốc bu ha, cái giường ở nhà mình bắt ha. À, bù không. Này đã không? Đó to không các bạn? To không? Ủa, mấy ốc ngon quá. Các bạn nước muối ớt ha, nói chung là bù hấp xả ha, nó bù nhiều làm nhiều món lắm. Đây. Ở dưới đây lọc lá nó bù nè, dưới đây lọc lá các bạn, lọc lá thì nhỏ hơn, mà to hơn đắng nè. Đó, nó cũng gần bằng con bù các bạn, mà vỏ nó mỏng. Đây cũng mây tiên. Ốc này bạn luộc hay bạn hấp xả cũng được ha. Ốc lá nè. Lá cũng làm giống ốc bu cũng được. Mà nướng thì cũng có, tại vì nói chung là cũng được mà nó nhỏ hơn thôi, có nướng hơn. Nhỏ hơn, không có nướng được cái này ha. Cái này là nướng rồi, phải chơi rồi.
lộ xong rồi mình nha, mình sẽ nấu ngót ha. Nấu ngót cơm. Nè, nấu ăn cơm là khỏi chê. Chiên giống cá lớn này có lắm. Hai mình tại vì được nhiều. Qua đây nào. Cá nâu nghe các bạn à, đây là cá nâu giờ kiếm khó lắm á các bạn ơi. À, các bạn thân mến, đây là ốc len mà xào nước cốt dừa ha, à, mình có rắc rau răm ở trên đó các bạn. Mình làm cái món này á, là mình có thể là mình chặt cái đuôi ốc len trước á, rồi mình rửa sạch, mình sàn cho kỹ, sợ cái nó dính miệng ở dưới đó các bạn, sợ mình hút vô là nguy hiểm ha. Rồi có thể các bạn luộc trước, rồi bạn chặt, xong rồi bạn làm như vậy cũng được. Rồi xong, rồi bạn chế biến nước cốt dừa lên trước, rồi bỏ ốc vô nha các bạn. Hồi nãy mình không có quay cái khâu đó, đây mình quay không kịp, bạn thông cảm nha. Quay là thành phẩm rồi. À. Đây. Nếu mà các bạn á như vậy nè, là to mà bạn chặt cái đuôi á nó nhỏ nhỏ quá vậy nè, là hút hơi bị khó, lấy ra hơi bị khó. Còn nếu các bạn á là bạn chặt sâu sâu vô chút xíu nữa là dễ lấy hơn ha. À, như vậy là thì dễ lấy, và có cái là chặt nhiều quá thì nó sẽ mất phần thịt của ngốc. Đây nha, nhà em nó quay kìa. À, các bạn, mình làm thử cái con ốc này nhỏ hồi nãy thôi. Đây, ốc nhỏ này ha, bạn thấy không? Không cái rồi ra. Có cái mài ở trên không? Đây, mình là cho miếng nước vô các bạn, ngon, nó phải thấm. Con này cũng ra nghe các bạn. Mình phải có cái tâm ha. Đây mình lấy cái nĩa. Mình lấy cái nĩa các bạn. Mình lấy ra cho nó dễ thôi. Mình phải cho miếng nước này nè. Đây nước này nước béo của nước cốt dừa các bạn. Quên á, nãy giờ mời cả nhà dùng chung nha. Quên, nãy giờ cho đi nha. Không nói mà quên mời cả nhà dùng chung cho vui. Nó là nãy dai lắm các bạn. Dai. Cái cốt nó béo nữa. Hôm nay mình không cần chấm gì hơn. Đó, các bạn lấy như vậy nè. Tuyệt vời lắm. Nhớ là có cái mài ốc không các bạn? Nhớ lấy ra. Ốc len này dai lắm các bạn. Miền Tây á, chủ yếu là Bến Tre của mình là chuyên gia đi bắt ốc này nè các bạn. Thì nha, mấy đứa trẻ nha, mấy em bé nhỏ nhỏ á, bắt về xào cốt dừa. Rồi. Ơi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye.